Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và lời đầu tiên thì kiến thức tử vi chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới các quý anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Anh chị và các bạn thân mến, cũng như anh chị đã biết thì trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi chuyên đăng tải về các nội dung như tử vi về tướng số, tử vi về phong thủy và xem tướng số qua những đường chỉ tay và những nội dung về tâm linh. Thì trong đó đã có rất nhiều những video mà hiện nay đã được sự ủng hộ rất đông đảo từ phía các khán giả. Và các bạn thân mến, trong nội dung của bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất với nội dung là tử vi xem vận mệnh và tài lộc, tình duyên, sức khỏe qua những đường chỉ tay. Và các bạn thân mến, để muốn biết được vận mệnh, tài lộc, tình duyên, sức khỏe của mình ra sao thì xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi đi tìm hiểu ngay nội dung của bài viết trong ngày hôm nay ở dưới đây nhé. Và các bạn thân mến, dưới đây là nội dung của bài viết trong ngày hôm nay. Về thứ nhất là giải mã về gò thái dương dưới ngón tay vô danh, nó nói gì về số mệnh sang hèn của một đời người. Và trong các bộ phận cơ thể của mỗi người thì có lẽ đôi bàn tay nó là một thứ mà người ta cảm thấy rất quen thuộc. Về bất kể là làm việc gì cũng đều phải sử dụng đến đôi bàn tay. Thế nhưng không phải ai cũng có thể thực sự hiểu hết được nó, bởi trong đó nó ẩn chứa vô vàn những bí mật về vận mệnh, sức khỏe, tình duyên, hôn nhân, sự nghiệp và tài lộc của mỗi con người. Đối với gò thái dương thì nó nằm ở dưới ngón tay vô danh, tức là ngón tay chúng ta hay đeo nhẫn. Nó là một vị trí gốc ngón tay này, nó tương đương với vị trí cung ly thuộc hành hỏa. Trong cách phân tích là chia lòng bàn tay của tướng học phương Đông, nó mang ý nghĩa về quan lộc, công việc và sự thành công, công danh nổi tiếng hay là quý nhân. Về trong tướng học về phương Đông phân tích thì ngón tay vô danh còn gọi là ngón tay thái dương, nên gò này được gọi là gò thái dương. Nó mang một ý nghĩa về vận, quý nhân, nghệ thuật hay danh tiếng, sự lạc quan, tự phát hay ôn hòa, từ bi nhân ái hoặc xa xỉ trực giác và các tài vận. Đồng thời, nó quan sát gò thái dương còn có thể biết được khả năng trí lực, sức khỏe và khả năng văn học, tính trật tự, sự thành công hay kỹ thuật cao hay thấp. Và nó đại diện cho sự tài hoa nghệ thuật, có con mắt thẩm mỹ về nghệ thuật hay không, và thẩm thụ thẩm mỹ nó có khả năng đánh giá, và ngoài ra nó thể hiện khả năng sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật, sự dao động trong tâm trạng, sự hưng phấn, thành tựu trong công việc, về nhân duyên và trong các mối quan hệ xã giao, tính thân thiện và sự hào sảng. Thì gò này nếu đẹp và kết hợp với ngón tay út đẹp thì đây là một mẫu người nhất giỏi, rất giỏi trong chuyện kinh doanh. Còn trong quan niệm về tướng tay của người phương Tây thì gò này còn coi là một vị thần ánh sáng, cũng là một vị thần có tài hoa về nghệ thuật và người có sự hưng phấn lớn, thì gò này nổi rất cao và rõ ràng, chứng tỏ người này có một đầu óc kinh doanh. Tuy có tài năng ăn nói tốt nhưng đôi khi họ lại không thể giữ được mồm và giữ miệng để làm lộ bí mật ở trong nội tâm. Còn đối với những người này thì tình yêu chính là cuộc sống thứ hai của họ. Vì vậy, muốn biết một người có thiên phận làm nghệ thuật hay không thì chỉ cần xem gò thái dương của họ có nổi rõ hay không, đồng thời và quan sát đường chỉ trên gò này. Nếu gò thái dương này nổi cao sớm thì họ là người rất nổi tiếng sớm, thích hợp với các công việc như làm nhạc sĩ, giáo dục hoặc diễn viên sáng tác, hoặc ngành nghề vui chơi, hoặc là mua bán cổ phiếu. Còn người có gò thái dương mà phát triển một cách vừa phải thì có nhiều quý nhân luôn giúp đỡ trong cuộc sống và công việc đối với người này.
và trong họ luôn sẵn những tế bào về nghệ thuật, và người này có linh cảm rất nhạy bén và có một sức khỏe rất tốt, thể lực sung mãn và có cá tính rất tốt, tính thích ứng với ngoại cảnh và luôn sống lạc quan, yêu đời, yêu thiên nhiên và có một thái độ với nhân sinh quan luôn bao dung đôn hậu, nhưng họ lại rất giàu lý trí và người này rất thông minh, nhanh nhẹn, có thể phân biệt được người tốt và kẻ xấu. Về hành vi và lời nói của những người mà có gò thái dương phát triển, vừa phải luôn nho nhã nhân từ, quang minh lỗi lạc, lại có quan niệm thẩm mỹ cao, thích tìm hiểu những kiến thức về nghệ thuật và chơi những trò tiêu khiển có ích cho bộ não. Tuy họ có thể không phải là họa sĩ hay diễn viên hay là làm trong lĩnh vực về nghệ thuật, nhưng rất quan tâm đến vấn đề về thời trang hay là gu về ăn mặc. Còn trong nhà hoặc nơi làm việc mà họ thường xuyên tiếp xúc thì thường trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, mang tính chất nghệ thuật hóa, và họ biết cách hưởng thụ cuộc sống về nghệ thuật và lợi dụng môi trường tự nhiên để tìm hiểu những thú vui cho riêng mình. Còn sự đồng cảm với, thích giúp đỡ người khác dù là người đó hoàn toàn xa lạ, nhưng tuy nhiên họ lại không tiếp nhận những ân huệ và quà cáp của người khác, trừ khi đối phương cũng nhận lại một món quà của người này. Và khi làm việc thì họ là một người làm việc có đầu có cuối, không rơi vào tình trạng đứt gánh giữa đường hoặc bỏ rơi khi đã hứa với ai đó một vấn đề gì. Dù là họ có cảm thấy không hài lòng thì vẫn cố gắng làm cho đến nơi đến chốn và làm cho đến khi thật hoàn mỹ mới thôi. Và ngược lại, người có gò thái dương thấp lõm thì thường là một người không có hứng thú với lĩnh vực nghệ thuật, cũng không có khiếu về nghệ thuật, thích sự xa xỉ và thường quan tâm đến những lĩnh vực như nghiên cứu hoặc ăn chơi, mua bán. Vì vậy, họ là những người thiếu khả năng cảm thụ và biểu đạt về tình cảm, cũng như là khả năng đánh giá các vấn đề, có xu hướng theo đuổi lợi ích và giá trị vật chất, nên tinh thần rất dễ bị trầm cảm. Còn người có gò thái dương mà quá phát triển, đây là một mẫu người mang chủ nghĩa hiện thực. Người này tự cao tự đại, tham tài háo sắc, thích đầu cơ và dùng mưu kế. Về những người này thường là người có tài năng nhưng lại hư danh quá mạnh, và quan niệm giá trị vật chất và cảm thụ sắc dục rất mạnh. Họ có xu hướng thích hưởng thụ, trang điểm và ăn mặc, và trong nội tâm thì thường có cảm giác thành công hơn những người khác một cách mãnh liệt, nên người này rất cao ngạo. Nhưng người này lại có một thần kinh rất mẫn cảm, hay lo lắng và dễ tức giận khi bị kích động. Người có đỉnh gò cân đối ở giữa, nó là một mẫu người hứng thú với nghệ thuật, luôn coi trọng danh tiếng, và khả năng phán đoán của người này rất tốt. Thường là người có trí tuệ, thông minh và lạc quan, có sự đồng cảm với nhân tình thế ái, nhưng người này tính nóng nảy, vội vàng và rất nhạy cảm. Còn người mà có gò thái dương ở đỉnh gò bị nghiêng lệch thì thường là người có phong độ đối xử tốt với người khác, rất hào sảng, thích ăn diện. Nếu đỉnh gò mà lệch về phía gò thủy tinh ở dưới ngón út là mỗi người có thể phát triển trên thương trường từ tài năng đến nghệ thuật. Còn nếu đỉnh gò mà lệch về phía gò thổ tinh ở gốc ngón tay giữa thì người này thích động vật hoặc nuôi các con vật cảnh. Còn nếu đỉnh gò mà lệch về phía đường tình cảm thì người có tính từ bi, đồng cảm với những nỗi đau của người khác. Còn nếu gò này mà có một đường chỉ chạy xuống thì họ là một người được cả danh lợi. Nếu hai đường chỉ chạy xuống thì họ là một mẫu người tài năng và có hai nghề nhưng khả năng thành công không lớn. Nếu có một đường chỉ thẳng dài rõ ràng, một đường ngắn mà yếu ớt thì có thể thành công ở một nghề. Còn nếu mà có ba đường mà đường giữa tương đối dài, hai bên ngắn thì tiền bạc và địa vị tương đối khó khăn, nhưng cuối cùng lại được người khác giúp đỡ để họ có thể vượt qua. Còn nếu có nhiều đường chỉ hỗn loạn thì họ lại là một mẫu người quá nhiều kế hoạch, không thể tập trung được nên không thể thành công. Nếu
có nhiều đường thì không thành công ở một việc gì. Còn nếu trên gò Thái Dương có chỉ hình chữ thập thì người này danh tiếng hoặc tiền bạc của người này bị tổn thất, có thể là do thất bại trong chuyện nghệ thuật hoặc là do sự nghiệp đầu cơ. Nếu có hình chữ nhật hoặc chữ thập mờ thì ở tay rất dễ bị tổn thương. Còn nếu trên gò có một chấm tròn thì địa vị và tiếng tăm chắc chắn sẽ có vấn đề. Nó liên quan đến danh tiếng và địa vị của người này. Còn nếu mà có hình ngôi sao thì thành công về nghệ thuật hoặc có tiếng tăm trong lĩnh vực nào đó, và thường là phải trải qua một vấn đề rất vất vả và khó khăn thì mới thành công được. Còn cuối đời thì được hưởng phúc báo. Còn nếu có hình hoa thì sẽ có một tài sản lớn, may mắn, nhưng họ không cảm thấy thoải mãn về tâm lý, luôn bị áp lực. Còn nếu trên gò mà có hình vuông thì sự nghiệp rất dễ thành công, gặp hung hóa cát, chứng tỏ họ là một người không tham lam, không ham danh lợi và là người thiên về kỹ thuật, khoa học. Người này có trí thức và dễ thành công trong lĩnh vực về khoa học. Còn nếu như có một hình như chiếc lưới thì người có một tinh thần rất dễ gặp nhiều vấn đề, thường cảm thấy trống rỗng, thích hư danh và dễ trầm cảm. Còn nếu có một đường cắt như ngã ba thì rất dễ thành công trong khoa học, văn học, sự nghiệp hoặc là người có quyền thế và người này rất giàu có. Còn nếu gò này phát triển hơn các gò còn lại thì là một người rất dễ mắc các bệnh có liên quan đến tim, tạng, xương cốt, mắt và bệnh có liên quan đến bộ não. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.